trách nhiệm hữu hạn Giải trí Nhật Cường xin hân hạnh giới thiệu live show Nhật Cường cười để nhớ 4 sẽ tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 2 2016 tại sân khấu Trống Đồng và 27 tháng 2 2016 tại nhà hát Bến Thành có ghi hình. Quý vị hãy nhớ đón xem và ủng hộ cho Nhật Cường nhé. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn. Ngộ thiệt ta, chẳng lẽ số mình hên dữ vậy? Hồi nãy mới lượm được ông Địa, rồi tự nhiên rồi bây giờ lượm được ông Thần Tài. Chẳng lẽ số mình phát tài? Tại mày mà bây giờ mình phải ra ngoài đời được. Tại tao sao? Mày lên mày nói với cái bà chủ nhà cái gì mà bây giờ bà đuổi hai đứa mình ra ngoài đường? Không có tiền đóng tiền nhà thì bà đuổi chứ sao? Tại sao mày không kêu ở mấy tháng được chẳng được vậy? Mấy tháng rồi. Ủa sao mày giống chủ nhà vậy? Cái đó mày phải hỏi bà, mày phải năn nỉ bà sao chứ? Bữa nay mày nói cái giống gì tự nhiên bà đuổi mày ra khỏi nhà? 3 tháng trời không đóng tiền nhà thì bà đuổi là phải rồi, không có nói nhiều. Tại sao mày lên mày không bịnh cái mặt mày lại? Mày đưa cái mặt mày cô hồn cái quá ai mà nghe? Lỗi là tại mày hết á. Gì? Mày nói lỗi ai? Lỗi ai? Tại mày á. Ngon lên được rồi. Tao nói tại mày á. Thôi. Buông ra. Thôi, buông. Nè, mày nói ai? Nè, tao quất mày luôn á. Tao quất mày trước. Nè, mày quất đi nè. Mày hả? Thôi. Trời ơi, mày nói. Mày mày cái đường ơi! Cái gì? Mày thôi! Cái gì vậy mày? Mày cái đường ơi! Thôi! Mày đâm mày! Mày hoài luôn kìa! Thôi, được rồi, nhường nhịn nhau một cái. Không có chết đâu nha. Ông Lai! Anh em ruột với nhau mà, đừng có như vậy nha. Chị là người ta đừng có xí vô! Thì biết rồi, nhưng mà thôi, ha, dù gì cũng là ruột thịt, ha, cùng chung một bầu sữa mẹ mà. Ông tàu lao vừa thôi nha, ai anh em ruột? Thằng đầu đinh, thằng tóc dài, anh em ruột gì? Xin lỗi, cùng cha khác mẹ. Trời ơi, cái gì tự nhiên cùng cha khác mẹ? Ở đâu ra có bói tại gì ông nội? Thôi, thì... Ông nha, đừng có nhiều chuyện nha. Chắc nhiều chuyện quá, bóng đèn bên phải bị bể rồi đúng không? Không có, cái này là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà sao vậy? Sao rồi tự nhiên gây lộn nhau vậy? Tôi nói hai đứa đang ở trong nhà trọ, tao nói nhẹ nệm ấm chăn em. Nó lên nó nói cái giống gì đó, tự nhiên giờ đuổi khỏi nhà. Đi lên nói cái gì? Ở nhà mướn 3 tháng trời không đóng tiền nhà người ta đuổi ra chứ nói cái gì? Vậy hả? Đuổi cái gì? Cái mặt mày cô hồn quá mày lên. Thôi. Mặt mày đàng hoàng tao à? Thôi, làm ơn. Mũa mà hai người còn độc thân hả? Chưa ai có gia đình hết hả? Cái gì vậy? Dạ, vậy hỏi sao không có gia đình? Vậy sao không ở với gia đình? Vợ tôi nó bỏ tôi rồi. Sao vợ bỏ vậy? Nó nói tôi lo ăn nhậu mà không chịu kiếm việc làm. Tại sao sống với nhau bao nhiêu năm trời nó không hiểu. Ít nhất nó thấy tôi nhậu nhiều là tôi có năng khiếu. Nó phải khuyến khích tôi, biết đâu mai mốt tôi trở thành thần rượu, đúng không? Tôi mang tiền tài gì cho nó không hiểu. Nó bắt tôi đi làm suốt ngày. Tôi không đi làm, tôi nhậu. Tôi nhậu tôi về, tôi gặp mặt nó thấy ghét quá, tôi múc nó. Tại nó nói nhiều quá. Tôi múc nó xong, nó vô nó còn ghi đơn, ngồi nghe ra, nó thách tôi ký vô đơn như vậy nữa. Vợ chồng ở với nhau, nó phải biết tôi không biết chữ chứ. Nó làm nhục tôi, quá tôi ký. Tôi quê tôi lăn tay luôn. Tôi lăn tay, vừa lăn tay xong tôi nhậu tiếp, tôi múc nó tiếp. Vậy đó, mà không biết đứa nào nhiều chị đi ngang qua thấy vợ chồng tôi quýnh nhau. Lên trên phường, mét công an phường. Mét xong công an phường, xuống nhà tôi, múc tôi lên phường. Múc qua, múc lại, hai vợ chồng tôi ly dị luôn. Còn ông kia, sao vợ bỏ? Tại vì tôi nhiều chuyện. Nhiều chuyện gì?
Hồi đó tôi đi chợ, tôi đi ngang nhà người ta, thấy có hai chồng gây lộn. Tôi lên phường, tôi báo công an. Còn tôi đi chợ về trễ, nó ăn cho nó không kịp, nó ghét nó bỏ tôi luôn. Đúng thiệt, mỗi người mỗi cảnh. Khoan. Cái gì vậy? Mày đi chợ nghe đường nào? Đường số 24. Cái gì vậy? Nói, chúc mừng mày, trời ơi mày hay quá. Mày ra ngay nhà tao mày mét được công an phường luôn. À, vợ tao nói vậy với mày luôn. Tao nhiều chuyện đó. Bà nói bữa nay thôi giết mày. Thôi. Trời ơi. Thôi. Dù gì cũng cùng chung một bầu sữa mẹ, anh em ruột với nhau mà đứng ngoài đường. Không phải anh em ruột. Thì cùng cha khác mẹ, chuyện bình thường thôi có gì đâu. Hả? Con bể ông đèn bên kia nghe nha, anh em thích nghĩa nha. Vậy hả? Cũng chắc khác mèo nào. Quên. Nhưng mà dù gì ăn nữa đó thì cũng đâu có nên như vậy ha. Mà chuyện gì để mà phải gây ra cái nông nổi mà cãi lộn ngoài đường vậy? Chuyện gì? Số là vậy, hai tôi ở chung nhà trọ với nhau, không biết thằng này nó lên nó mát cái giống gì, rồi xong rồi đuổi tụi tôi ra khỏi nhà. Ủa cái này nó rồi mà, cái này kể rồi mà. Kể rồi. Không, có nghĩa là hai anh em ở chung nhà trọ đúng không? Đó, thà là vậy, đi về nhà trọ liền, ha, đóng cửa lại, muốn làm gì làm, đừng ở ngoài đường người ta cười kỳ lắm nha. Về đi. Mà chủ có đuổi rồi, con chỉ về nhà nữa. Sao đuổi? Thì số là như vậy, hai đứa tôi ở chung nhà trọ với nhau, rồi xong rồi kể hoài vậy. Không có. Ủa vậy là bây giờ làm sao? Không có tiền đóng tiền nhà mà đuổi rồi, chỗ đâu mà ở? Vậy thì đi mướn chỗ khác. Tôi biết nhiều chỗ muốn trọ lắm nha. Tôi chỉ cho, không có lo nha. Đi. Không có tiền. Không tiền hả? Không còn một đồng trong túi. Bây giờ khổ, bây giờ kiếm chỗ nào ở? Về nhà tôi được không? Anh nói thiệt hả? Thật ra đó là nhà tôi rất là rộng, phòng rất là nhiều ha. Rồi ở đỡ đêm nay, xong rồi tính nữa, chịu chưa? Dạ. Tôi muốn khóc luôn á. Lá lành, đùm lá rách. Dạ. Đi theo tôi. Đi theo ổng đi. Đi. Ở nhà ở qua đêm. Cảm ơn giám. Có gì đâu, giúp đỡ lẫn nhau là cái chuyện mà tôi có giúp tôi làm. Không, yên tâm rồi ha. Ở đâu cũng vậy. Dạ. Trời ơi, được anh công an là thiệt á. Anh em cảm ơn anh ông hết luôn á. Cảm ơn. Rồi, phòng ai nãy vô. Dạ. Ở đâu anh? Đâu? Đây là ông Cống mà. Ông Cống. Gì vậy? Đau nha. Lộn vô. Này đâu phải cái bông. Chứ cái gì? Là ông Cống mà. Cống à. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy trời? Tìm đi coi có cái chỗ nào ghi chữ ông Cống không? Hả? Che nắng che mưa là tốt rồi. Không có đỏ, phòng không có đây. Không đây. Rồi, ông này, phòng ông ở bên đó. Có còn không? Anh ơi, ở đây cũng được nhưng mà tối cho tụi em lên sân thượng, em sương ngắm sao chơi nha. Ngắm sao hả? Dạ. Ngắm sao là được chứ không có nhậu nha. Ngắm là một chút là xuống nha. Sương nhiều lắm. Dạ. Cảm lạnh chết á nha. Với lại nhiều lúc là chợt chân té, nó rất là cao. Mọi bữa đó, ở đây nè, là còn có một cái đèn chớp nữa mà hư rồi, chưa có thay được. Ủa? Sân thượng mình có gắn đèn không anh? Những cái nhà nào mà cao á là người ta bắt buộc phải gắn cái đèn chớp để vậy, cho máy bay nó tránh, hiểu không? Trời, đã cao dữ vậy. Máy bay nó không thấy là nó đụng vô nhà cao tầng sao? Wow, từ nhỏ giờ dưới quê lên mới biết là máy bay mà bay cao ngay đầu em luôn hả? Trời đất ơi. Thôi vô đi nha. Ủa mà khoan anh cái gì nữa? Bây giờ ở đây thì được rồi nè. Bây giờ thí dụ như tụi em có khách thì tụi em tiếp khách ở đâu? Tiếp khách hả? Dạ. Nhiều phòng lắm. Đó, muốn lựa phòng nào tiếp khách lựa nha. Đâu anh? Đó. Tha hồ tiếp khách, cấm không có được lôi bạn bè về nhậu nha, rồi làm phiền đến lối xóm nha. Nghe chưa? Có hàng xóm luôn. Không biết thì thôi nghe vậy đi chứ biết sao giờ. Còn cái này nè, tiện thể dặn luôn, đang mùa hè nên là mình ở đây cho nó thoáng mát. Dạ. Nha, chứ mùa đông á là kéo qua chỗ khác ở. Chỗ nào? Đó. Thấy cái nhà vàng vàng không? Thấy. Nhà đèn. Là sao? Là đằng trước có tấm bảng rồi có cái đầu lâu rồi xứng kéo rồi nè. Khỏi đi, đừng. Tôi ở đây đi.
Dạ tôi chịu lãnh đi, còn hơn vô đó tôi đi luôn đó. Thôi vô đi. Khoan đã, còn một vấn đề nữa. Bây giờ ở thì được rồi đó, nhưng mà ba cái vấn đề mà Rồi, hiểu rồi. Cái này quên dặn mấy cậu nha. Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Nhưng mà miễn sao tránh xa mấy phòng mình ngủ được nha. Đó, chỗ nào cũng được nha. Rồi vậy đi, vô. Thiên nhiên. Vô. Mình về phòng mình đi. Rồi. Vô phòng Nam ơi. Phòng này hả? Ngủ đỡ đi. Trời đất ơi, giữ vệ sinh một chút phòng ngủ chứ đâu phải là cái gì đâu mà làm mang giày vô luôn vậy. Ủa vậy ha? Lúc vậy đó. Dạ. Còn ông này nữa, hả? Bỏ dép ra. Bỏ dép ra hả? Ừ. Anh đây. Vấn đề tế nhị cái. Gì? Tại vì tụi em ở đây là cái phòng này là của tụi em đúng không? Ờ. Sao nó cứ thông qua mấy phòng sau rồi tụi em làm gì rồi mấy phòng sau ta thấy rồi sao? Sao quá đó. Ở đây á, cái phòng nào mà anh thấy được là cái phòng đó của anh luôn. Về cái kiến trúc người ta tính hết rồi. Nhưng mà anh ơi, anh tính này coi sao chứ anh để tụi em về đây tội nghiệp tụi em quá. Thấy không, anh ở chỗ cao sang đẹp đẽ quá để tụi em đây anh không có cảm thấy nó kỳ hả? Thì thật ra cũng kỳ thiệt. Thấy không? Nhưng mà cái chỗ của tôi á cũng có khác gì mấy anh đâu. Khác gì ông ở chỗ cao? Y vậy à. Nhìn coi có cái gì khác thì chửi tôi cũng được. Chà, tính ra là tụi em còn ra mặt tiền anh ở trong hẻm luôn hả? Nhường cho khách. Thôi, đã làm được là đất, có còn hơn không, hả? Thôi vậy thôi chứ biết sao vậy? Mà thiệt. Ủa anh? Gì? Cái đó là cái gì anh? Cái nào? Cái cao cao đó. Cái đó đó hả? Dạ. Cậu nghĩ là cái gì? Em nghĩ cái đó là cái... Lầu một đâu mà lầu một. Không có rành gì về kiến trúc hết trơn. Dạ em ở quê mà. Nếu gọi cái lầu là nó phải bằng luôn như là cái tầng ở dưới. Hiểu chưa? Còn nó chỉ nằm chơi vơi có một nửa, người ta gọi là cái gác lửng. À vậy là gác lửng trên lầu đúng không? Đây, gác lửng trên sân thượng. Ủa anh, khoan nè, còn cái nhỏ xíu đó. Cái nhà nhỏ đó của ai anh? Kế bên nhà anh đó. À, đây hả? À, dạ. Phòng của con chó. Trời ơi, anh vậy mà khổ vậy mà anh nuôi chó luôn hả? Mấy ngày hôm nay tôi đang đi tìm nó này. Thôi mà anh ơi, anh giúp đỡ tụi em thì tụi em cảm ơn. Nhưng mà bây giờ lỡ như công an vô hỏi tụi em rồi giờ tụi em lấy sổ đỏ đâu ra đưa cho người ta. Đúng rồi, dữ quê. Chừng nào đất không người ta mới gọi là sổ đỏ. Hiểu không? À. Còn có phòng là sổ hồng. Sổ hồng. Có phòng là sổ hồng. Chỉ cánh nhập hộ khẩu tôi vô nhà ông luôn nha ông nội. Chị vậy? Chứ không người ta hỏi rồi không biết rồi chết tôi luôn á. Thôi vô ngủ à. Khoan. Đặt đủ điều kiện hết trơn á. Cái gì nữa? Tụi em nói bụng quá. Có gì ăn không? Anh có gì cho tụi em ăn không? Hai anh em chưa ăn gì hết hả? Chưa ăn gì hết. Đói mấy ngày rồi? 4 ngày rồi. Bốn ngày sao chịu nổi mấy đứa? Dạ. Anh đói cả tuần rồi đó. Trời ơi. Nhưng mà không sao, lát nữa tao đi tao kiếm cái gì về anh em mình ăn nha. Nha, ráng đi nha. Được, ở đây tao lo hết nha. Rồi. Điện ngồi đây ha. Rồi à. Ông thần tài. Ông thần tài ngồi ở đây nha. Ngồi đi. Chịu khó anh chút. Hơi nắng cho nó khô. Rồi bây giờ á, tôi chạy ào ra chợ á, tôi mua một chút gì về, xong rồi tôi lập cái bàn thờ, tôi cúng cho mấy ông đàng hoàng ha. Ồn sao quá ha, rác vô cho nó thân thiện ha. Ủa, nó nói xong nó đi đâu tê hả? Nó nói với tôi là nó đem là mình về đây là ở nhà cao cửa động. Đúng rồi. Thấy đâu thấy tự nhiên. Đó kìa. Đó, nhà cao cửa động quá trời nhưng mà nhà của người ta. Ủa sao kỳ vậy? Có gì đâu kỳ, để tôi quan sát thôi. Còn nhà mình đâu? Nhà mình đây nè. Đây không giống cái bãi tha ma, bãi rác gì ông ơi. Bãi tha ma chứ còn con khỉ gì nữa. Trời, cái này giống chỗ mà mấy người hút chích đó hả? Chứ còn cái gì nữa? Trời. Kìa, ống tim quá trời kìa. Trời ơi. Cuối cùng mình nghe nó nói là nhà nó cao, nhà nó thông gió mát lắm. Đúng rồi, đây đâu có cửa đâu có thông qua với mát là phải rồi. Trời. Cuối cùng cuộc đời tôi với ông cũng về ống cống ở. Trời ơi, tưởng là ngon lắm. Cuộc đời sao tôi bi kịch quá. Ông nói cuộc đời ông bi kịch hả? Ông nhắm ông bi kịch bằng tôi không? Xuống, ngồi đây. Tôi tâm sự tôi nghe. Ngồi đi. Tôi tâm sự cuộc đời tôi trong chuyện bây giờ mới kể nè.
Lúc trước á, tôi ở cái nhà cái đằng kia, nó sang trọng, nó villa. Villa? Ừ, nó giàu lắm. Mà nó nghề gì? Chơi cá độ đá banh. Trời ơi. Trời ơi, đánh một trận là mấy trăm trang biết không? Đó. Mấy trăm triệu hả? Ờ, đúng rồi. Nó chơi cái giải gì mà đội gì đấy, gích gì đó. Tây Ban Nha. À, Tây Ban Nha đó. Đó, nó kêu tôi theo phù hộ với nó. Rồi nó kêu tôi qua bản bẻ giò mấy thằng đó. Đó. Đâu có bên bờ đâu qua bẻ nữa. Ờ, thì đó đó. Mà gặp ông ở đây tôi nhớ được ông bạn của tôi. Bạn Tài bạn ông Tài đó. Ờ, lúc trước ổng. Ở Trung Trang hả? Ở Trung Trang đó. Ổng ốm mong chứ không phải được mập mạp gì đâu. Ủa sao ông ốm? Ăn chè thiêu mà, nó cúng chè thiêu. Trời. Ăn cũng đi hoài luôn. Cái thơm nhất vậy đó. Ác độ gì? Ai đời cúng chè thiêu cho thằng Tài ăn? Mà tôi và bản thân tôi là thèm điếu bao số, không có hút. Tối ngày hút cái gì, cái điếu gì bự, tổ chẳng, điếu xì gà mà của cái người gì mà nó đang đen đen nó hút á. Đó, hút cái tụi phù mỏ là biết. Thằng đó nó khổ ghê là khổ gì vậy. Rồi sao nữa? Đó, thì cái nhà đó đó, thì đó là nó chơi đá banh, nó xuống sát banh sát rồi là coi như là nó bán. Nó đá văng ra đường luôn. Rồi lúc đó ông sống ở đâu? Bậy ra. Ra bậy ra mà được cái vui. Tôi mở mắt tôi thấy nó kể qua luôn ông. Trời. Đó mấy đó là gì đó. Ông như thần tài ra bà rác nằm. Rồi cái thằng nó ra bà rác nằm theo luôn. Bậy ra thôi, cờ bạc mà đúng không? Đời đó. Sao te tu quá vậy? Ra bậy rác nằm. Rồi cái xe hốt gắn lại xúc đi. Cái xúc đi tôi đủ thay đổi. Đời mới. Ờ, thay đổi cuộc đời mới tôi cũng mừng lắm. Được qua nhà ai? Được qua cái nhà kia tôi còn dữ hơn nhà này nữa. Dữ hơn nhà. Ừ. Giàu hơn luôn. Nó không cá độ đá banh, không cờ bạc. Ừ, nó giỏi giỏi cho nó. Nó biết làm ăn ha. Ừ, nó làm nghề gì á? Đập đá. À, thằng này giỏi nè, nó biết khai thác đá phải không? Đúng không nội? Cái đập đá là cái từ chuyên mụn giới dân chơi mà. Chị xì ke mà tí đó. À, đập đá hả? Ừ. Là hít hả? Ừ, cái đó nguy hiểm. Nó chơi đó giống như khùng nhịn điên. Có bữa mà nó chơi xong nó đã xong cái nó không biết gì làm gì. Mà cái dân chơi nó gọi là cái bằng dính. Dính sao tôi mới nghĩ. Nó đem hũ gạo rồi nó đổ. Tôi tưởng nó do gạo nó nấu cơm mà năng tới đó. Lấy đường hộp đếm. Trời, nguyên hũ gạo mà nó đếm vòng. Nó sáng nữa, nó đếm hũ gạo hả? Còn có cái thằng kia nó ngộ nữa. Nó chơi xong nó không biết làm gì nữa. Nó nhìn cái như cái tủ giày á. Cái lấy lên, để xuống. Đi vô chùa xong, lấy xuống. Để lên, để xuống. Làm hoài từ tối sáng luôn. Nó nói trời ơi, cái nó bị sáng rồi. Nhiều khi mà nó chơi cái đó vô nó thấy chiếc dép thôi tưởng con chuột. Tôi còn nghe nói đâu mà chơi cái loại đó nha, mà nó đi mỗi lần nó đi nhà vệ sinh nha, mà trong nhà vệ sinh không có ai hết, mà nó chống hai bên như nè, ê không được giành lộn nha, người ta đi trước nha, người ta đi trước mà đâu thấy ai ở sau lưng đâu, thấy ai ở phía trước đâu. Đúng đợi nãy giờ rồi thấy sao đợi với mày quý à. Đứng sợ trước nãy giờ rồi quý. Nó cùng chơi dưới là đầu óc mất. Hèn chi tôi nghe đâu nó tin tức cái gì đâu mà có thằng đó nó sẵn là đập đá luôn phải không? Đập đá. Nó leo đâu trên điện cầu thế mà đi được hay ghê không? Nó đi thử điện á. Thử điện. Thử xong rồi nó đi luôn. Nhưng nghe nó làm gì siêu nhân á. Siêu nhân đã là siêu nhân rồi. Từ trên đó nó bay xuống. Rồi nó siêu thoát rồi, mà không biết thoát nổi không? Sợ mấy không? Ở dưới âm phủ đi lên mày lên mà. Phải trừng phạt mày. Rồi nó chết chắc rồi. Không thấy không? Rồi sau đó là sao nữa? Sau đó qua nhà khác. Qua nhà người khác. Này nó đàng hoàng. Đàng hoàng. Ừ, lúc nào cũng có cái giết đất túi. À. Biết làm nghề gì không? Làm nghề gì? Ghi đề. Có cái bữa đó ghê lắm. Ghê cái số này không ai dám ghi mà có người ghi. Gì hả? À, hầu như có cái dân mà cái làm nghề đó gọi là cái gì? Ti vô. À, có ti vô cho ra số phải không? Đó. Mà số gì? Không không. Nhưng mà hai con không bình thường, ba con không sủi chủ, bốn con không luôn. Trời ơi, ghi đề ghi biết mà cái phơi nào nó dở ra không 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 không. Không, tôi nhìn thấy cái trứng vịt không à. Trời ơi. Nó cho nó là ghi trên giấy. Đem xuống, đẩy đít tôi không? Trời ơi, tôi ngồi tôi hồi hộp chết luôn. Kêu nó ra liền luôn không? Ra số mấy? 400. Cuộc đời có thể thành 400 luôn. Là sao không hiểu? Là không tiền nè, không nhà nè, không xe và không có chỗ ở luôn. Bi đá không? Trời ơi, khổ ơi là khổ. Ủa? Mà sao nãy giờ ông bắt tôi tâm sự cuộc đời của tôi sao không tâm sự cuộc đời của em? Trời, cuộc đời của tôi nó còn lên đên hơn ông nhiều. Vậy hả? Tôi là xuất xứ ở Lò Gốm Bình Dương. Cái thằng đó bữa đó nó sơn tôi sao? Đang hút thuốc, sơn hết rồi. Cái tàn thuốc nó rớt vô dính đây thành tôi có lông tài luôn. Đứa này không để ý. Đó. Cái này ông là lạ, là hàng độc nữa. Đó, mấy ông thần tài cái đâu có lông tài. Điên tôi là thần tài có lông tài. Mà nó xài cái loại gì cũng ơi. Mấy cái sành sứ kia nó làm cái gì đâu mặt láng mình lắm.
Đến khi mà nó đút tôi ra, trời ơi, mặt tôi nó sần sùi, lỗ lỗ. Ờ, giống như nó bị hở hở van hay sao. Người ta nói là cái mặt ông thần tài này mà hút vô có lỗ thông hơi nó mát. Cũng lạ, cũng gây ấn tượng. À, ấn tượng. Tôi nói thiệt nha, tôi là Việt Kiều. Ủa là sao? Không hiểu. Lúc trước có thằng Việt Kiều, quê nó ở Bình Dương. Nó về xong nó vô Lò Gốm á, nó kết tôi, nhờ gói chùm râu này. Nó thỉnh tôi đi qua bển, lo bắt bò visa luôn. Không biết tôi ở bang nào không? Bang nào? California. Tổ, cái chỗ mà gì vậy? Phước Lộc Thọ. Đúng rồi, qua khu Phước Lộc Thọ. Tôi tưởng gặp được ông Lộc, ông Thọ, ông Phước. Ai về đâu phải ra ngoài chợ đó đâu. Mà ở trong nhà nó, nhà nó giàu, đất nó rộng, xe hơi nó 5-6 chiếc. Ở bên Mỹ mà, đúng rồi. Đúng, biết làm nghề gì không? Nghề gì? Buôn bán trái cà na. Cà na bán con ghi có 70-80 ngàn rồi. Bậy, chắc cà na bự vậy ông nội. Anh nó bự là... Nè, ném á. À, thấy bên, bên Mỹ nó gọi là football đó. À, à. Để tôi lên bàn thờ, để nguyên trái cà na trước cái bụng tôi nè. À, nó dái. Dái Nam Mô ông thần tài. Ông Linh Thiên, ông quê Bình Dương. Tôi thỉnh ông đây tôi lo bách bo, lo visa cho ông qua Mỹ. Ông cố gắng giúp cho tôi. Tối đêm nay, đồ bắt đầu nói tiếng Anh không? Nó nói cái gì đó mà thớt đau và in the set rồi bùm bồ gì đó rồi five time half time tôi nói tùm lum, tôi không hiểu con mẹ gì hết. Tôi không hiểu sao phù hộ được thì bởi vậy đâu có hiểu đâu phù hộ. Rồi cuối cùng nó quánh sau đó rồi nó thua, nó thua xong nó đổi qua nó chơi bú rổ, nó thua luôn, nó banh xác. Trời ơi, nhà nó không có tiền trả, đóng tiền đất này nọ, bu lít tới rồi kéo nhà đi luôn, nó ra ngoài đường nó sống luôn. Tôi cũng lên đền nằm ở giữa ngay bô xa luôn, không biết làm cái gì hết. Sau đó không biết tôi đi qua bang nào tôi ở. Qua đâu? New York. Trời ơi, thằng Mỹ Đen này lúc đó nó đi du lịch qua bên Cali, vô Las Vegas nó quánh bài. Nó quánh sao nó hết tiền, nó lang thang về tới chợ Phước Lộc Thọ. Nó ăn tô bún bò, bún riêu mà nó không có tiền nó trả. Trời ơi. Cuối cùng nó phải cầm tấm bảng nó đè phía trước nè. No home, homeless. Là sao? Là tức là thằng này nó không có nhà, homeless là đi ăn mày. Xin hỏi đại khách tiếng Anh vậy tôi không có rành. Ở bên nước ngoài mà ăn mày mà sang trọng như thế hả? Hình như thế. Ừ, nó nước ngoài, ai đi ngang qua thích cho. Cuối cùng nó xin được tiền đâu được mười mấy hai ba chục đô vô trả tiền bún bò. Nó đi ngang qua nó gặp tôi, nó nói đúng rồi, cuộc đời mình te tu quá, bây giờ không thần tài mặt ông dễ thương quá, trời ơi quá có lòng công tài nữa, thỉnh ông về. Nó đưa tôi qua New York. New York nó mướn một căn nhà ở trong New York, bắt đầu thờ tôi. Bạn bè nó tới kéo tới núp ơi là khỏe rồi. Ôi ủa làm tới mười mấy thằng mà thằng nào lấy đen thui thui lùi. Nó ngồi nó bàn tán nói chuyện, lấy bản đồ dạo bé này nó gọi làm ăn buôn bán đất đai. Không phải đâu. Chứ sao nó nói tiếng Mỹ. Mỹ sao mà nghe? Sau này tôi mới điều tra ra trong cái từ điển á, tôi mới biết ra là tụi nó đang âm mưu ăn cướp nhà. Trời. Trong căn nhà nó toàn là súng nè, mã tấu nè, đồng hồ nè, điện thoại nè, laptop nè, tivi nè, đầu máy quá trời, nó cướp của ta tùm lum nhiều lắm không ơi. Trời ơi trời, thất nhân chứ đức ông vậy mà là... cuộc đời nó khổ. Sao? Sau này nó bị người ta cướp lại nhà. Gì? Nó không còn cái gì hết. Cướp mà bị cướp lại. Ừ. Ghê vậy. Đó, cuối cùng tôi cũng đâu ở trong căn nhà đó. Kỳ này tôi được qua nước khác. Trời ơi, qua Canada. Chỗ này à, quê chỗ này lạnh mà nó đẹp, lạnh là sao mộng. Vô nhà đó, nó có ba căn nhà. Thay đổi không? Chút chứ ông bảo tôi hạnh phúc, tôi ở được cái căn nhà lớn. Trời ơi, mỗi ngày nó cho tôi ăn đồ Mỹ không? Hamburger, gà nướng nè, rồi gà quay nè, rồi cho tôi uống cái nước gì mà không phải cà phê đâu nha, bên ông là cà phê, cái gì gì mà Starbucks, úp cà cao không vậy? Ừ, cà cao, đúng rồi. Trời ơi, uống mà nói mà ông địa, mà bên kia tôi á, ông nói tiếng Mỹ không, nó good, mà tôi có biết cái good là cái gì đâu, tôi tưởng ông bị good. Bị good đúng rồi. Cuối cùng tôi hỏi cha tôi địa là good là ok. Ok, đúng rồi. Xong xô qua bên đó, vậy mà nhà đó nó rộng rãi không? Trời ơi, nó trồng cỏ. Nó khoái thiên nhiên. Cái hầm nó trồng cỏ nè, rồi trên lầu, trên sân thượng nó trồng cỏ, nói chung nguyên căn nhà nó trồng cỏ hết. Cỏ màu xanh đó là gọi là cần sa. Cần sa là cái gì? Sa là nó bỏ vô cho ông ấy điếu nè, nó để lên, nó hít nè, rồi nó bay bay nè, nó ăn ngồi ngọt không. Trời, tôi thấy bữa đó nó đè vô, nó hút rồi, nó cười ha hả, rồi nó tâm sự này, nó ăn kẹo nè, ngọt nè, sô-cô-la ngọt nè, ăn kem ngọt, ăn đồ ngọt không. Hiểu rồi. Rồi bị hút luôn. Đúng rồi, mày làm cái điều bất chính đâu được không? Rồi thằng nó bị tống cổ về Việt Nam luôn. Là cuộc đời của tôi sang trang khác. Tôi lọt vô nhà cái thằng đó, không phải lượt làm neo đâu, đi bưng phở cho người ta.
Hỏi thằng bạn của nó ở Việt Nam, gọi điện qua cho nó. Ê, mày làm ơn mày tặng cho tao cái món quà ông Địa. Nó tìm ông Địa không có, cuối cùng nó gửi ông thằng Tài về cho mày. Cái lồng không có ông Địa, gửi tôi đi. Xong tôi hàng nó vừa tới, xong nó mở cái thùng hàng ra, nó nhận tôi. Đó, xong bóc điện thoại lại, nó nói: tại sao vậy? Tại sao tôi kêu ông Địa mày gửi ông thằng Tài? Tao đâu cần ông thằng Tài, tao cần ông Địa. Thằng kia mới hỏi: ông Địa gì? Tao nói là mày mua cho tao cái quần ông Địa. Bà nội nó mua quần ông Địa, nó nghe sao từ ông Địa qua ông thằng Tài. Bởi vậy nó ném tôi ra ngoài đường. Vậy mà sướng lắm nha. Được thằng nghệ sĩ hài lụm về đó, thờ tôi đàng hoàng. Nghĩa là cuộc đời thay đổi từ đây đúng không? Biết nó tên gì không? Tên gì? Nó khoái Bảo Trung. Hả, Bảo Trung? Nó lấy tên Bảo Tuấn. Tên kỳ nghệ sĩ tên Bảo Tuấn. Nói tên này ấn tượng hơn. Ấn tượng? Ừ. Trời ơi, lúc mà nó đem tôi về để trong trang thờ nha, nó cúng cho tôi nhiều lắm. Heo quay, vịt quay, bánh bao, ngon lắm, nhắc đến là thèm. Rồi nó thắp nhang lên nó dái: Nam mô thần tài, Nam mô thần tài, ông giúp giùm con đi. Con tên là Nguyễn Quang Minh, nghệ danh là Bảo Tuấn. Ông giúp giùm con, cho con có duyên trên sân khấu, cho được khán giả yêu mến, cho con mau nổi danh, cho con có show nhiều. Trời, nó vừa cắm nhang xong, điện thoại gọi đến liền. Bầu số gọi. Ừ, bầu số gọi. Nó nói: dạ xin lỗi bầu số, hiện nay tôi đang ở Nhật lưu diễn. Cắt máy. Nó chảnh lắm, nó đang ở nhà mà nó láo như người ta đang ở Nhật. Nổ. Vừa dứt xong, điện thoại len nữa. Nó bầm lên: dạ anh có rảnh không, đi tỉnh cho giùm cho em đi. Biết ai gọi không? Ông Phương Tường gọi. Nghe nói ông Phương Tường là ông tổ chức show dữ lắm. Bầu show nhạc nổi tiếng đúng không? Đúng rồi. Nó nói: dạ xin lỗi anh Tường ơi, em ở đây kẹt quá, em đi không được. Em đang diễn ở Hồng Kông với Đài Loan với Hàn Quốc. Ở nhà mà nói vậy luôn hả? Ừ, nó ở nhà, nó diễn bên đó cho công nhân gì bên đó, người Việt Nam bên đó coi. Thằng nó chảnh gì đó. Vừa dứt cái điện thoại đó, một cái điện thoại khác gọi tới. Nó mở lên nó thấy bầu show thứ dữ. Bầu show lớn, bầu show lớn. Dạ anh chờ chút, em diễn máy cho quản lý anh nói chuyện với em ha. Dạ dạ. Dạ em quản lý Bảo Tuấn nha. Dạ dạ. Cái đâu nhanh. Dạ anh Bảo Tuấn giờ là nổi tiếng lắm anh ơi. Cho anh đi trước mừng trai lận á. Xong bên nghe đầu dây bên kia trả lời lại, nói 500 diễn được không anh? Nói ok diễn luôn. Kệ vậy. Ghê chưa. Tự nhiên cao thủ chứ vậy. Ừ, 10 triệu mà xuống 10 triệu xuống 500 cũng bào luôn hả? Nó cũng bào luôn. Trời ơi thằng này không được rồi. Đó. Làm không được. Rồi xong nó kêu gửi hình để làm background outfit. À quảng cáo. Ừ. Còn thấy mặt mình để mua. Để tên lên. Ừ. Bảo Tuấn nguyên cái mặt nó chà bá lửa. Ôi đêm đó trời ơi. Đồng nóng nào không? Không có ai coi. Nhìn cái tên thôi thấy nghĩa có mùi rồi. Cho nên khán giả ngoài dám tới coi. Đó, được rồi. Đó, từ đó về sau nó tống cổ tôi ra ngoài đường tiếp ông ơi. Ủa sao kỳ ta? Tôi ra ngoài đường. Ủa mà sao ông ở đây? Thì đó, chỉ cái thằng mà chơi số đề đó. 40 á. À. Không tiền, không nhà, không xe, rồi là không có chỗ ở luôn. Cái thằng kia này nó mới lụm tôi về. Nó thỉnh tôi về đây mới gặp ông được. À. Đó, vậy là tôi ông ở chung nhà nè, thấy không? Không dám chung nhà đâu. Chứ sao? Chung nhà. Ông cống. Mà ông thấy cái thằng đó là sao? Tôi thấy mặt mũi này coi nó cũng được á, nó cũng bậm trợn thì nó khỏe mạnh lắm đó. Khỏe mạnh gì thấy mắt nó bầm thấy ghê quá. À ta. Mắt bầm bầm. Cái này chắc là cờ bạc hay gì chắc thua rồi, không có tiền trả ta đánh đúng không? Có đâu, chắc thằng này nó ăn cắp ăn trộm gì của người ta cho nên bị người ta đánh á. Không phải đâu. Cái này nó lăng nhăng tình cảm mà giật vợ người ta hay gì đó mà mới bị người ta đánh. Không, nhiều khi thằng này đúng rồi, đói quá. Nó vô làng sớm người ta nó chôm chó. Rồi chó mà chôm nữa hả? Trời ơi, giờ nó chôm chó đem bán mấy tiệm thịt cày á. Cho nên bị người ta bắt đánh nó đó. Nó về kìa. Đợi tôi lâu không? Đây, đây, qua đây ha. Đây, ngồi bên này trước. Đó, còn ông, đi. Đây. Đây, chai này nha. Chai này á, ăn mát lắm. Tiền á, tôi không cần đâu. Sức khỏe á,
tôi cũng lớn tuổi, tôi không cần đâu. Tôi chỉ xin hai ông cho tôi tìm lại được thằng con của tôi. Không biết cái quân bất nhân nào mà nó bắt thằng nhỏ. Tôi nhớ hoài cái ngày hôm đó. Chỉ vì tôi đánh chạy, tôi cho nó học mẫu giáo. Tôi thanh trễ xong tôi rước con tôi cô ra nói, ủa hồi nãy có ông nào rước rồi. Tôi qua tên tôi tìm. Tôi tìm 4 năm rồi vẫn không tìm được con tôi. Làm ơn mấy ông lên thiên giúp giùm tôi, con tôi á là Nguyễn Văn Hùng, năm nay là gần 6 tuổi rồi. Nhà cửa của tôi cũng bán. Tôi bán để tôi lấy tiền tôi đi tìm con tôi. Tìm hoài không gặp. Đó cũng là lý do mà tại sao ngày hôm nay tôi mới ra ông công để tôi ở. Ai ông thương tôi giúp tôi tìm con. Dạ, dạ, dạ. Nhớ con tôi quá. Ông ơi là ông. Con ơi là con. Làm gì khóc? Mẹ nó cầu mà tôi động lòng quá. Bộ con người có trái tim sao khóc không? Nhưng mà mình là thần thánh mà. Ờ quên, thần thánh cũng biết cảm động gì. Ủa mà sao ông khóc? Chồng biết con không khóc. Không thấy nước mắt đâu. Không có trọng lòng nè. À, khóc nội tâm hả? Ừ. Nãy giờ là tôi với ông là nghĩ bậy cho nó rồi, sai rồi. Đúng rồi, tôi cũng có lỗi. Mà bây không ngờ nghe nó... Hoàn cảnh bi đát quá. Bi đát quá, phải giúp bán ông. Hết nhà cửa nó. Đi tìm đứa con nó. Con nó bị bắt cóc mà 4 năm trời chưa tìm được. Cho nên giờ tính sao không? Thì phải giúp nó chứ sao? Đúng rồi, đúng. Phải giúp cái thằng này để cho tìm được con. Đúng không? Đúng. Mấy cái phòng ông thiết kế đó nó thông nhau quá. Rồi ông giá em cầu xin cái gì tụi tôi biết hết. Nhưng tụi tôi ngủ đâu có được. Nên tụi tôi quyết định tìm cách giúp đỡ ông. Tìm con cho ông. Giờ này đi chung dân không dễ. Không phải. Yeah. Quý vị khán giả thân thương và thân mến, thân yêu của Nhật Cường ơi, nhớ đón xem album hài Nhật Cường Cười Để Nhớ Xuân trên kênh Bob TV YouTube. Thích like hay subscribe nha.